Bây giờ có đoàn vô Vincom thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Giờ trong này xem, trong này bán đồ, bán hàng cũng rất nhiều ha. Đủ thứ đồ, vàng bạc đá quý gì có hết. Thế giới kim cương. Mua kim cương đi anh Dương Sốt. Dương Sốt à? Nè anh Tấn. Ê, kim cương, vàng kim cương. Đi lên lầu nhìn xuống rất đẹp. Rất đẹp nha. Đây là khu vui chơi của các em thiếu nhi, các cháu thiếu nhi. Đi, mình lên đây mình coi coi phim đi. Coi phim 9D, 12D gì đi. Tầng 5. Đây là khu ẩm thực à. Đây khu ẩm thực. Không biết phim chỗ nào, lên đây. Tưởng phim 9D, 12D mình xem. Vô đây nè, đồ điện tử nè. Vô xem. Đủ trò chơi nè. Bên kia kìa. Bên kia kìa. Đang đó chơi gì bên kia. Đủ trò hết nè. Hả? Đây chơi gì nè. Quá trời trò chơi nè. Bắn cá nè. Bắn cá, bắn cá. Bắn cá luôn. Gà rán giòn tan, ngon tuyệt. Khu vực ẩm thực. Khu vực bán gà rán. Khu vực nè bán gấu. Bán gấu bông. Bên này là khu vui chơi của thiếu nhi nha. À xuống. Chỗ này thơm nè. Chỗ này thơm nè. Này nãy anh mua rồi. Nãy anh mua rồi nè. Thích thơm mới quay lại. Hay là quay. Gọi là trầm mà. Là gì? Hả? Tinh dầu. Tinh dầu. Tinh dầu bỏ trên xe trong phòng đồ ha. Rất là thơm luôn. Rồi mình đốt riêng vậy là tốt sao? Cái này tự động mà. Cái này là kiểu mình sẽ vào nước vô xong rồi mình hẹn chứ. Hoặc là cái nước này nó sẽ chạy liên tục. Có nghĩa là cái máy đó có pin nó chạy vậy hay sao? Cái này là mình gắm những ổ cắm điện thoại đó. À cắm vào pin. Dạ cắm vô, không cắm vô nơi gì ổ cắm á. Chứ mình sạc ngoài đó. À đâu? Dạ được rồi. À có cắm ổ điện không phải không? À đây 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 nè. Dạ, mình cắm vô điện. Trời, hay quá ha. Nhưng mà mình đổ vô trong đây vẫn xài được đúng không? Dạ, nghĩ đó. Hết rồi mình trút xuống. Dạ, đúng đó. Ừ. Nhưng mà là hết khi nào anh thấy cũng được thơm lắm.
anh trúc xuống đi cho tính vô chạy xuống con gỗ đi cho nó ướt cái cục gỗ này. Gỗ này là gỗ gì? Anh kéo lên cho em xong rồi nó sẽ tự toán nó thơm ra luôn đi. Gỗ này gỗ gì? Dạ phân gỗ đi gỗ tổ cắn ạ. À nó hút cái tinh dầu nó hút vô đó. Dạ đúng rồi, nó sẽ thấm đây hẳn không bị chạy lên đâu đó thôi. À, anh cảm ơn nha cô gái Huế, chào cô gái Huế. Không mua không coi luôn. Bây giờ mình quay. Vị giả xưa. Bây giờ đoàn vào nhà hàng Vĩ Dạ Xưa dùng bữa tối ha. Đây vẫn thuộc thành phố Huế nha. Ăn tối ở nhà hàng Vĩ Dạ Xưa xong đoàn sẽ ra sân bay và về thành phố Hồ Chí Minh, về sân bay Tân Sơn Nhất. Nhà hàng rất đẹp ha. Vĩ Dạ Xưa. Hàng rộng lắm. Rất đẹp luôn. Khu vực bếp. Nhà hàng rất rộng mà. Để chuẩn bị đặt các bàn sẵn nè, đợi dọn ra nữa là ăn thôi. Nhà hàng Vĩ Dạ Xưa nằm bên sông Hương nha các bạn. Ở dưới sông này có người câu cá nè. Đó. Có người câu cá dưới sông Hương. Biết dính nhiều không? Chắc cũng có. Bỏ vô cái rọ kìa. Dính nhiều không anh ơi? Dính cá nhiều không? À. Sông Hương núi ngự. Cá. Đó, thấy cũng ăn á. Đoàn của mình được dùng cơm chiều ha. Nhà hàng cà phê Vĩ Dạ Xưa xin chào thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bây giờ mình lên xe mình ra sân bay. Đây sân bay gì? Sân bay Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế. Rồi sau đó mình về sân bay Tân Sơn Nhất, phố Hồ Chí Minh. Hai xe ở bên kia còn chụp hình. À, bây giờ đoàn đã đến sân bay Phú Bài, thành phố Huế để chuẩn bị cơ động về bay về sân bay Tân Sơn Nhất kìa. Đây, sân bay Phú Bài. Đây, kìa, hành lý một đống đồ luôn, xịt sạch. Nè, có nè, đâu có là chi anh quay anh về cho con anh coi nè đó, đó đào tấn mặt á, đẹp trai đúng không? Đó, đẹp bớ không? Nữ Huế nè, đó. Đó. Xuống sân bay về thôi, vô máy bay về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đến sân bay Tân Sơn Nhất rồi, chuẩn bị ra ngoài mình về thôi. Còn nó về tới sân bay Tân Sơn Nhất, giờ nhà ai nó về thôi, lên xe nhà ai nó về. Ý là xem sáng bây giờ nó bỏ nguyên đó.